lúc này tâm tâm cam có phong vui che vũ văn lợi ta xã ta hàng qua ta clon thì gặp bọn nạt hình tâm áp tâm ta quay ta thi tâm nạt gặp bơ hẳn nạc che tụ tèo can bè bè cam bè cam băng xa bộ ca ọc đẹp che lợi ân kít là tâm nằm bờ bần bờ chất cam ân bè play bù cử ra bằng cặp bờ chất kỵ rì nằm ở minh kiên chi đẹp mẹ bờ tấn à bờ cam bù vật play tâm bè chất bần bạc tâm thủ kỵ đại dân ở bà đa kinh chi tạ tiêu cà phê hắn đặc che hôm kinh chi top tạ bà cạp đồng trồng thử 400 cây cam để xem là tha vừa tâm thăm mật dò long quần hàng tam cam cái gre chất đất oanh lục ở nè đây tạ vừa ở ti rồi lại là mô gre long đầu kích muốn lô cứ bùm mà phát nằm huy đồng cái khả năng của nâu mình sa ca cái bùm vị tay ngon cam băng oanh thơm tầm ngon toàn đà là play nó cứ cam tương tầm đương với tạ lại sơn coi tây như là gọi cái khỏi đất bình thổ đồng của nó ở ngoài gốc của nó ngoài ngoài Sơn Tây à, ngoài 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 Hòa Bình tâm lục tâm rắc mây cha lợi mấp mũi nào chỉ chọc do mũ họ phương là để khoa kỹ thuật tâm ân lúc cao put play kre hao chiên put tâm ngân đà đàn nền tô tốt na tạ ơ tâm ti lệ tâm la mô khẩn trị đàn nguyên thâm kinh a rằng kre can kre ôp tây đầu lệ kích binh vừa ô nô bơm bồl kre lết oanh tâm internet ta đà bơ che lệ kích ăn ngân chi nào tâm tâm cam cao phòng nói chung là cũng có gặp khó khăn bởi vì lúc đầu là cũng còn rất oanh no là chum không biết mập là ực nó ngân đầu có chiều chốc cái nước vươn tâm của tâm nó mân đợt về đòi hỏi là đông mình có quách đáp mô ứng tông nổi tia không. tọt ra Thế nhưng mà khi mà tâm tôi cấp qua qua rừng được tùng giếng tia rồi cấp thì sơ tù cái tia nguồn cấp nước của lô mình ực nó tia thoải mái rồi cấp nơi thì coi như nàng là tông trinh đông mình tầm lục tọt chăm ra sóc là nó cũng không gặp khó khăn. Thế nhưng còn có một cái mà về cái chất đất này nó còn hơi nghèo. tình cập rừng cam cao phong khả là tìm hai tông tâm tàn trùm đè tạc hà dòng tâm thiên ngân đàn nên tô trong nà tạ ơ ngân đa tư trân đà tôn trung lai ức sa ca ức đạt khẩn trị ơ là nằm tâm tâm mặt lòng mộ hôm chợ chuông ân hè oan nà đệ nâu kinh chết rị mư hèm buôn tông mà bon lan đạ bon đàn bắc tâm tị huy tanh đầu choang hai tâm tanh tròn việt gáp hữu cơ kê kinh chết ức hai nhật nọc tạch nhập cả năm đồng. Cái cam này thì bác trồng về kỹ thuật á, thì cũng chưa được lúc đủ play tốt cam ơi do che lợi tâm là mới tập oanh chung ba làm kỹ thuật mua họ nên là kích phương ăn ngăn cái chương ô trình mà do kỹ thuật làm hè để tam mà mặt phát lòng triển dây cam bền vững á kênh tức là tộc thiếu một tâm chất tam ở cao nước ta phong này lư đến lăng tăng cờ tật về nôn bên ăn tư hè vấn kích ắc tiêu về tam nè oanh cơ để chuyển xiêm giao lên công nghệ tu làm kỹ việt thuật gáp tâm rắc nông mây sạch để xây dựng một cái thương hiệu cam tại Đắk Nông. tam cao phong kiên tiêu tập hôm qua cao phong cơ hòa bình tiêu cam ở oanh oanh ngân sa băng ca ức đẹp lấy tay hệ tầm phèn áp lấy cái ức đẹp tay ti dò rị ức bùn hì cơ nhật phát xa nại là đầu lư mốc man tầm pri đặc nam bà lư tất tầm làm pri đặc bận đồng hè mà mình la tầm trâm này giúp giang ơ cam cao phong mà là cam lư năng sa ca ức bùn hì cơ nhật phát.